nguyên nhân xuất hiện nhiều ổ dịch liên tiếp tại Việt Nam trong 2 ngày qua. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 442 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 26 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bắc Giang đang là những ổ dịch lớn nhất nước, số ca mắc tăng mạnh từng ngày. Chỉ tính riêng 18 giờ qua, cả nước có thêm 109 ca mắc, là con số kỷ lục chưa từng ghi nhận trước đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng đánh giá, đợt dịch đang diễn ra phức tạp hơn các đợt dịch trước. Theo Phó giáo sư Phu, Việt Nam đang cùng lúc ứng phó với biến chủng Anh và biến chủng kép Ấn Độ vừa lây lan nhanh, vừa có thể làm giảm hiệu quả vaccine. Vừa qua, kết quả giải trình tự gen các ổ dịch lớn trong nước đều nhiễm hai biến chủng này. Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ sau 1 đến 2 ngày đã bùng lên như ổ dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hiện chiếm tới 72 trên 90 ca toàn tỉnh chỉ trong 4 ngày, Phó giáo sư Phu dẫn chứng. Cũng trong đợt dịch đang diễn ra, có nhiều hình thức lây nhiễm như trong bệnh viện, trên máy bay, trong quán bar, karaoke, quán massage. Đây đều là những chỗ đông người, nguy cơ cao. Ngoài ra còn ghi nhận lây nhiễm tại các điểm tụ tập đông người như đám cưới, quán bia, quán ăn, lễ hội. Phó giáo sư Phu cho biết, tất cả những địa điểm trên đã được Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ cao từ trước đó. Nếu địa phương có phương án dự phòng từ sớm sẽ tránh được. Dù vậy, Phó giáo sư Phu cho rằng Việt Nam vẫn đang kiểm soát được tình hình. Hầu hết các ổ dịch vẫn xác định được nguồn lây, như ở phía Bắc chủ yếu liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Phó giáo sư Phu khuyến cáo tất cả người dân cần tuân thủ thông điệp 5K, hạn chế tụ tập đông người, khi ra khỏi nhà đeo khẩu trang, sát khuẩn và luôn khai báo y tế để phục vụ cơ quan chức năng truy vết. Qua theo dõi các chùm ca bệnh, giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng đánh giá biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Trong báo cáo của Bộ Y tế, có những trường hợp mới tiếp xúc ca bệnh 1 đến 2 ngày đã có triệu chứng, nồng độ virus trong hầu họng nhân lên đủ lớn để xét nghiệm ra dương tính, giáo sư Tuấn nói. Đặc biệt trong đợt dịch lần này, tỷ lệ biến chứng ở phổi cũng cao hơn. Tại Hà Nam, 4 trên 7 bệnh nhân gặp biến chứng ở phổi ngay tuần đầu tiên, cho thấy bệnh diễn biến rất nhanh. Theo báo cáo của nước ngoài, tỷ lệ tử vong của biến chủng mới cao hơn gấp nhiều lần các chủng cũ. Vì vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Virus lây lan nhanh cũng khiến các biện pháp phòng chống khó khăn hơn rất nhiều, nên rất cần người dân thực hiện tốt 5K, giáo sư Tuấn cảnh báo. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.